Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thế Giới Di Động và lại là mình Hoàng Anh đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ xuống xa xuống sớm về chiếc in mùa đẹp nhất trong năm. Và người bạn cùng đồng hành với mình ngày hôm nay đó chính là chiếc CR13 5G. Và lý do mà mình chọn em đó là bởi vì em nó có một cái giá rất là hấp dẫn này, rất là phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên, Gen Z năng động chúng ta. Còn bây giờ thì hãy cùng mình trải nghiệm một ngày demo xanh cùng đó CR13 5G nha và bắt đầu thôi. Địa điểm đầu tiên không thể bỏ qua trong một check-in cuối năm chắc chắn phải là Diamond Plaza rồi. Cùng tụi mình là một vài tấm ảnh thật là xịn sò nha. Sẵn mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài tip chụp ảnh siêu ảo luôn nè. Tip 1, đi chơi nơi em mà sợ đông người thì đừng quên đứng xa background và sử dụng chế độ chân dung trên Galaxy A235G. Tiếp đến, điều chỉnh mức độ sáng phông để có được độ sâu và độ làm mờ hậu cảm phù hợp nha. Như vậy là đã có được những bức ảnh Noel da dẻ vô cùng mịn màng, sáng phông chỉnh chu, không bị răng cưa mà cũng không lo đi chơi đông người mà không có hình đẹp nè. Tiếp 2, để lấy được toàn cảnh không gian trang trí nhoàng xịn sò như vậy và còn chân dài siêu hách dáng thì nhớ sử dụng chế độ góc rộng nè. Tiếp theo cho chúng ta là các bạn nên đứng gần với đối tượng chụp hơn và nhớ tuân theo nguyên tắc là 1/3 là tự nhiên ảnh nó ạt liền à. Tiếp 3, cuối cùng là CV góc rộng để khung hình lấy được nhiều chủ thể hơn, lấy luôn cả background Noel phía sau nữa nè. Địa điểm tiếp theo mà tụi mình tới đó chính là Dinh Độc Lập. Đây là một địa điểm hot rần rần bữa giờ với một cái vẻ ngoài là trẻ trung hơn, này mới mẻ hơn, rất là phù hợp với Gen Z tụi mình nè. Khi mà vô trong này rồi cầm theo Galaxy A235G, mình thấy cũng hợp quá là trời. Màu xanh nổi bật so với background ở đây, sở hữu một mặt lưng sáng bóng cùng màu sắc trẻ trung giúp mình nổi bật hơn khi cầm chiếc máy trên tay. Tuy nhiên thì mình đây cũng là một điểm hạn chế bởi vì nó xuất hiện tình trạng bám dấu vân tay. Khung và mặt lưng được làm từ nhựa mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng. Cùng với đó là cảm viền bo cong giúp mình sử dụng lâu dài mà không lo bị cấn tay như một số dòng sản phẩm có thiết kế vuông vức hiện nay. Bây giờ cũng nắng lắm rồi nên tụi mình sẽ tránh nắng một xíu trong quán cà phê xinh xẻo có màu rất chi là hợp với máy của chúng ta. Tranh thủ selfie trong này thì mình thấy ảnh cho ra cũng sáng lắm nè. Mà chưa hết nha, A235G có tấm nền IPS LCD, kích thước 6,6 inch, độ phân giải Full HD Plus và tần số quét 120Hz. Nên khi xem phim, giải trí, đặc biệt lướt TikTok là siêu mượt mà luôn nha. Chơi game trên máy cũng là một lợi thế khi sở hữu cho mình con chip Snapdragon 695. Lúc mà mình chơi Liên Quân thì vẫn phà 60fps. Chơi thì ba mượt lại còn có cả 5G cho những người hay ra đường mà cần kết nối nhanh chóng như mình nữa. Và các bạn ơi, chiếc máy này pin rất là trâu nha, pin 5000 mAh, sáng giờ họ mình quay phim chụp hình chơi game quá là trời luôn mà pin vẫn còn đâu là 41%. Đây cho các bạn coi nha, và mình cảm thấy là em nó xứng đáng là quán quân trong mức 7 triệu đồng. Và các bạn cảm thấy chiếc máy này như thế nào hãy để lại một bình luận dưới phần mô tả giúp mình nha, và đừng quên để lại một like, share và subscribe và bật chuông thông báo cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động nè. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.